Sao tiếng nhỏ nhỏ vậy? Đâu rồi? Đâu rồi mày đâu? Bài nói cho mượn luôn nha mới. Được. Bậy rồi, thế là bậy rồi. Mới bự đi đi. Đồ thứ, à mày đồ trưởng. Hôm qua à bà thấy rồi bữa đó đúng không? Đêm nay thời gian đứng im lắng tôi trong giấc mộng mà trời làm thêm khó cô xa thôi đường xa lớp giờ em lâu là tóc em xóa lên đúng đi trời xa sống cho mắt em môi em làm em có câu xa tên vì đường xa em ngày đường xa em nâng bắn anh đưa em về anh chúc em lại đây đêm nay ngại đường giấc mơ bắt anh đưa em về như xe em về anh đường đường về vì đường quá xa xôi dưới mưa trên em mãi không lắng nghe anh giúp xuống phải mắc lại cho người mình mắc lại cho người á bạn ăn thôi nè bạn em.